cập nhật tình hình sức khỏe mới nhất của ca sĩ Phi Nhung vào buổi trưa ngày 23 tháng 9 năm 2021. Và khi theo dõi clip này, quý vị và các bạn đừng quên nhấn like đăng ký kênh để được cập nhật tình hình sức khỏe và diễn biến mới nhất theo từng giờ. Và đặc biệt quý vị và các bạn cũng đừng quên để lại những comment tích cực và những lời cầu nguyện và cầu chúc cho ca sĩ Phi Nhung có thể sớm vượt qua giai đoạn rất khó khăn này. Hiện tại với rất nhiều thông tin, ca sĩ Phi Nhung đã đột ngột chuyển biến rất nặng. Nên chúng ta chỉ có thể cầu nguyện cho ca sĩ Phi Nhung có thể sớm vượt qua giai đoạn khó khăn mà thôi. Cũng theo nguồn thông tin mới nhất từ lãnh đạo bệnh viện Chợ Giấy xác nhận, trưa nay ngày 23 tháng 9 năm 2021, ca sĩ Phi Nhung đang phải lọc máu liên tục và đang hội chuẩn để đưa ra các phương án điều trị thích hợp cho ca sĩ Phi Nhung. Và cụ thể, hiện tại ca sĩ Phi Nhung đang được điều trị tích cực và chăm sóc hồi sức đặc biệt tại phòng ICU. Ca sĩ Phi Nhung được chẩn đoán là suy hô hấp nặng, tổn thương phổi bên phải và có dấu hiệu đông đặc phổi. Đã được các bác sĩ tích cực hồi sức và thở oxy lưu lượng cao. Và đến 12 giờ trưa nay, tình trạng sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung vẫn chuyển biến rất xấu và có thể nói là rất nặng. Và nhịp thở là 45 lần trên phút. Và các bác sĩ đã phải đặt ống nội khí quản và thở máy và lọc máu hấp thụ độc tố liên tục. Và hiện tượng đông máu đã xuất hiện trên cơ thể của ca sĩ Phi Nhung. Và hiện tại ca sĩ Phi Nhung vẫn đang được điều trị tích cực tại phòng ICU để duy trì an thần giãn cơ và tổn thương phổi nghiêm trọng. Các bác sĩ cũng đang tích cực hồi sức và đặt đường theo dõi huyết động liên tục với lọc máu và thở máy. Đến 12 giờ 30 trưa nay, ca sĩ Phi Nhung đã được can thiệp chăm sóc tích cực thở máy tối ưu và kết hợp với lọc máu liên tục. Nhưng vẫn chưa có tiến triển gì hết và lại có tiến triển xấu hơn và chỉ số chức năng phổi suy giảm rất mạnh và phải sử dụng thuốc vận mạch để duy trì huyết áp. Và sau khi hội họp chuẩn đoán khẩn cấp, các y bác sĩ đã quyết định can thiệp ECMO khi được chuẩn đoán đông máu và có dấu hiệu đông đặc phổi. Đây là những thông tin rất xấu về ca sĩ Phi Nhung mà mình không muốn cập nhật. Nhưng hiện tại thì chúng ta cũng đã biết rằng những nguồn thông tin mới nhất được cập nhật thì ca sĩ Phi Nhung đang phải nói từ là rất nặng nha các bạn. Đó, rất có thể rằng sẽ không có thể vượt qua. Đây là mình nói cái trường hợp xấu nhất. Và hiện tại ca sĩ Phi Nhung đã được can thiệp ECMO và chúng ta hiện tại chỉ biết có thể là cầu nguyện mà thôi. Và cũng thông qua những lời chia sẻ của Cherry Phương Trinh thì chúng ta có thể biết được rằng tình hình sức khỏe của Phi Nhung chắc chắn là còn thê thảm hơn rất nhiều với thông tin mình cập nhật được. Bởi vì hiện tại các bác sĩ cũng như là những cái đồng nghiệp của ca sĩ Phi Nhung đồng loạt đăng tải những dòng trạng thái có thể nói là hết sức thảm thương, là em nhất định không được gục ngã. Đó, các bạn có thể thấy rằng là chưa bao giờ ca sĩ Phi Nhung lại có cái thông tin như vậy. Và cũng chỉ đột ngột cách đây có một ngày hôm nay thôi, mới ngày hôm trước thì vẫn còn đăng tải những dòng trạng thái rằng là cảm ơn tất cả mọi người và ca sĩ Phi Nhung đã được ngưng lọc máu. Nhưng đến hôm nay thì cách đây ít giờ, ca sĩ Jerry Phương Trinh, vợ cũ của Bằng Kiều, liên tục cập nhật dòng trạng thái. Các bạn phải hiểu nhá, là liên tục cập nhật dòng trạng thái có nghĩa là về biến động sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung đang thay đổi liên tục theo hàng giờ, và động viên ca sĩ Phi Nhung thu hút rất nhiều